Đây, để đúc vào chân của nó đây. Giới thiệu với các bạn là cái khuôn con sư tử đây các bạn nhé. Đấy. Con sư tử này cái chiều cao của nó là 1 mét. Cái khuôn gì nhỉ? Chiều cao của nó 1 mét các bạn nhé. Con sơn sắt đấy á. Cái thước bao nhiêu nhỉ? Đây các bạn. Con này có chiều cao 1 mét các bạn nhé. Con đấy là con chéo chéo đây á. Chắc chắn là như thế là đúng rồi. Các bạn nhé, khuôn này nó có cả cái đế của nó đây, tí nữa lắp cái đế lên thì nó sẽ cao lên. Đây là cái chân, chân của nó là chiều cao 1 mét. Đây bên trong của nó đây. Lòng trong ở đây các bạn nhé. Hai con là một con cái con đực. Một cái thấy giống nhau ở mẹ rồi. Phân biệt rồi.